cận sự nữ Supiya cúng dường thịt đùi. Hôm kia Đức Phật và hội chúng dừng chân ở Isipatana, vườn Nai. Thấy trú xứ này chư tăng khá đông, và tăng xá, cốc liêu cũng được sửa sang lại tương đối tươm tất. Một số chư vị trưởng lão như Asachi, Vapa, Yasa, Devadatta, Kaludayi trên đường du hóa nhiều nơi đang có mặt ở đây, họ vô cùng hoan hỷ. Trong lúc hậu chuyện với Đức Thế Tôn, các vị trưởng lão cho biết ở bên này sông Ganga thì giáo pháp phát triển tốt, nhưng bên kia sông tại Varanasi ngoại giáo vẫn đang hưng thịnh, quần chúng vẫn nghiêm nặng về cúng tế cầu nguyện chư thần ban phúc tiêu tai giải họa với những nghi lễ cổ truyền. Các giáo phái khổ hạnh cực đoan vẫn được sự tôn trọng ngưỡng mộ của quần chúng ngu si cuồng tín. Nhân tiện, trưởng lão Yasa than phiền với Đức Phật về trình độ yếu kém, giới hạnh lôi thôi của một số vị tỳ khưu sơ tu nơi này và nơi khác, làm mất đức tin của quần chúng. Tại Varanasi này cũng không ngoại lệ. Rồi trưởng lão kể hầu cho chư Phật nghe một câu chuyện vừa mới xảy ra, làm cho tăng chúng bàng hoàng. Giới cư sĩ xôn xao và dư luận khắp nơi đang bàn tán không có lợi cho giáo hội chút nào. Hơn ai hết, Đức Phật đã biết chuyện gì, và đó cũng là lý do mà Ngài dừng chân ở đây. Nhưng Ngài vẫn hỏi cho có lệ. Ông cứ nói, Như Lai nghe đây. Bạch Đức Thế Tôn, tại Varanasi này có gia chủ Supiya, cả vợ lẫn chồng đều là bậc có trí, có đức tin vững mạnh và có tâm hộ độ chư tăng như giếng nước đầy bên ngã tư đường. Thường thường cả hai vợ chồng hay đến đây thăm hỏi chư tăng xem ai có nhu cầu gì về tứ sự, nhất là thiếu thức ăn, vật uống gì hay đau ốm gì để họ cúng dường kịp thời. Lợi dụng điều đó, có một số phàm tăng thường đưa ra những yêu cầu quá đáng theo sở thích của mình, chẳng biết đủ, chẳng biết dừng. Nữ cận sự Supiya cũng làm như vậy. Vào buổi chiều đã đi bên ngoài từ cốc liêu này sang cốc liêu khác hỏi thăm chư tăng ai bị bệnh, ai cần thuốc men gì, thì có một vị tỳ khưu có nhu cầu về thịt. Ông ta nói là vì uống thuốc sổ quá liều nên cứ đi sổ liên tục suốt mấy ngày, không còn hơi sức, không còn một chút khí lực nào, nên thầy thuốc và bạn hữu bảo là phải cần cháo thịt mới lấy lại sức khỏe được. Nữ cận sự Supiya đáp: Thưa Ngài, ngày mai đệ tử sẽ dâng cúng món thuốc trị bệnh ấy. Về nhà, nữ cận sự Supiya bảo gia nhân ra chợ mua thịt đã được làm sẵn. Nhưng ngày hôm ấy thuộc ngày lễ ăn ngũ cốc, rau trái của đạo sĩ Bà La Môn luyện thần chú, nên khắp phố phường, chợ búa chẳng tìm ra được một chút thịt gì. Gia nhân đành về thưa lại với nữ chủ sự thực như vậy. Nữ cận sự Supiya tự nghĩ: đã hứa thì không thể xái lời, lại là lời hứa đối với một vị tỳ khưu thì lại càng không thể thất tín. Vả lại, nếu uống thuốc sổ đã sức cùng lực kiệt,
Nếu không có cháo thịt để tẩm bổ thì cơ thể lại càng suy giảm, nguy hại tính mạng hơn nữa. Nghĩ thế xong, nữ cận sự Subiya vào phòng kính, lấy con dao hơ lửa sát trùng, rồi vén xiêm cắt một miếng thịt đùi. Với dụng cụ đâu đó đã được chuẩn bị sẵn, bà tự băng bó vết thương cho mình, trấn tĩnh cơn đau, ra ngoài trao miếng thịt cho một nữ gia nhân thân tín. Hãy tức khắc hầm cháo rồi mang đến vườn nai dâng cho vị tỳ khưu bị bệnh. Bảo thế xong, bà quay vào phòng cặn kẽ dặn dò số gia nhân còn lại. Có ai thăm hỏi, kể cả phu quân của ta, nói là ta bị ốm bệnh, đang nằm nghỉ trong phòng. Người chồng, nam cận sự Subiya, đi công việc về, hỏi thăm vợ, vào thăm, ân cần hỏi nguyên nhân bệnh. Đối với chồng, bà thật tình kể lại, không dám giấu giếm điều gì. Nghe xong, thay vì nổi giận, thay vì buồn rầu, ông ta cảm thán, hoan hỷ thốt lên: "Ôi, thật là kỳ diệu thay, thật là phi thường thay, là về tâm, về trí, về đức tin của người bạn đời thương quý của ta. Nàng đã an trú vào giáo pháp một cách vững chắc, không lay động, hơn cả ta nữa đấy. Nàng biết không? Bởi vì ngay miếng thịt trên tấm thân ngọc ngà ngàn vàng này mà nàng còn cắt bỏ đi được, thì những vật ngoại thân khác có gì mà nàng không xả ly được cơ chứ?" Bạch Đức Thế Tôn, tôn giả Yasa nói tiếp: "Sau đó nam cận sự Subiya hôm qua đã đến đây gặp đệ tử, có mặt chư tôn giả Vapa Asachi kể lại chuyện trên với tâm hoan hỷ không diễn tả được. Đệ tử tự nghĩ, vợ chồng gia chủ kia thật là tuyệt vời, tâm, trí, đức tin gì gì cũng bất khả tỷ, bất khả tri lượng. Chúng đệ tử kính trọng họ vô cùng. Nhưng theo đệ tử, thiện kiến của đệ tử thì vị tỳ khưu kia đã hơi quá đáng, có mấy vấn đề cần phải nghiên cứu, rà soát lại. Cụ thể là có hai điều nên được Đức Thế Tôn quan tâm, giáo giới." "Ừ, ông cứ nói, Như Lai nghe đây." Bạch Đức Thế Tôn, tôn giả Sariputta lúc bị bệnh đau bụng chỉ tình thực kể lại chuyện về món cháo ăn vào là lành bệnh thuở còn tại gia cho tôn giả Moggallana nghe. Chư thiên biết được, mách bảo thí chủ dâng cúng món cháo ấy cho tôn giả Moggallana, nhưng tôn giả Sariputta không chịu thọ dụng, bảo đấy là do gợi ý mà có, là tà mạng. Câu chuyện ấy là cả một tấm gương soi rạng ngời cho tăng chúng. Vị tỳ khưu bị bệnh kia gợi ý về món cháo thịt là tà mạng rồi, Bạch Đức Thế Tôn." "Ừ, Như Lai rõ rồi. Còn điều thứ hai, có lẽ khi một vị tỳ khưu thọ thực, phải suy luận, phải quan sát, phải để tâm xem thử thịt ấy là thịt gì, chứ chẳng lẽ nào thịt gì cũng dùng được. Câu chuyện cận sự nữ Subiya cắt thịt đùi của mình để nấu cháo dâng cúng cho vị tỳ khưu kia, quả thật là xúc động đến quá nhiều người, Bạch Đức Tôn Sư." "Chính xác, Như Lai sẽ để chuyện ấy vào những điều học mà chư tỳ khưu phải thọ trì." Câu chuyện vừa bàn xong
thì nam cận sự Subbija cũng vừa đến vườn nai, vui mừng đảnh lễ Đức Thế Tôn. Sau đó, ông cung kính thỉnh mời Đức Phật và chư vị trưởng lão ngày mai đến gia đình để ông được thiết lễ đặt bát cúng dường. Hôm sau, khi đến tư gia, Đức Phật ân cần thăm hỏi sức khỏe của nữ cận sự Subbija, thì được biết nàng đang bị sốt, còn nằm trên giường bệnh, chưa ngồi dậy được. Đức Phật mỉm cười, nói với gia chủ Subbija: "Không sao, ông hãy ẵm bồng phu nhân ra đây, để Như Lai thăm hỏi một chút nào." Khi ông Subbija ẵm bồng bà vợ, quỳ trước mặt Đức Phật và chư vị trưởng lão, Đức Phật chú tâm nhìn lướt một vòng, từ đầu đến chân. Nàng Subbija cảm thấy một luồng khí ấm áp, tê rần chạy khắp châu thân, cuồn cuộn một năng lượng lạ lùng, chữa trị ngay vết thương và sức khỏe cũng theo đó mà hoàn toàn hồi phục. Cận sự nữ Subbija vùng dậy trên tay chồng, quỳ phục bên chân Đức Đạo Sư, hân hoan sung sướng thốt lên: "Ôi, diệu kỳ thay, là ánh mắt của Đức Chánh Đẳng Giác, chỉ cái nhìn lướt qua của Ngài mà vết thương của đệ tử được liền lại, cảm giác nó đã đâm da non và toàn thể thân sắc của đệ tử như trở lại thời còn là con gái." Ông Subbija chăm chú nhìn vợ. Ông bán tín bán nghi chuyện đang xảy ra trước mắt. Cô vợ của ông chợt như trẻ lại 10 tuổi. Cả làn da, thân vóc, ánh mắt, nụ cười là của cô tiểu thư Subbija thuở còn xuân xanh. Cả hai quỳ sộp xuống, cảm động đến không thốt nên lời. Sau đó, họ hoan hỷ, phấn chấn, tự tay xếp vật thực thượng vị, loại cứng loại mềm đến Đức Phật và chư vị trưởng lão. Lúc đã thọ thực xong, bàn tay vừa rời khỏi bình bát, ông bà gia chủ Subbija và thân quyến quỳ xuống một bên. Đức Phật với những pháp thoại đúng căn duyên, tăng trưởng niềm tin và đặt họ vững vàng bước chân theo chánh pháp, rồi giả từ. Sự kỳ diệu về ánh mắt của Đức Phật, từ đó nó lan nhanh cả kinh thành Varanasi, ai ai cũng lấy đó làm câu chuyện đầu môi. Họ tôn kính năng lực siêu phàm của Đức Chánh Đẳng Giác, họ ngưỡng mộ đức tin cúng dường của nữ cận sự Subbija. Đức Phật còn ở lại Isipatana mấy hôm nữa. Ngài đã la rầy vị tỳ khưu xin thịt, nhưng vì lý do lần đầu phạm tội nên chỉ giáo giới và khiển trách là chính. Đức Phật còn cặn kẽ bảo chư vị trưởng lão nên phổ biến điều học là vị tỳ khưu khi thọ dụng phải để tâm quan sát xem thử đấy là thịt gì, dù nó đã thuộc tam tịnh nhục, để tránh phải thọ dụng thịt người. Ngoài ra, Đức Phật cũng chế định loại thịt gì không được dùng, dựa theo tình cảm xã hội hoặc phong tục truyền thống. Và tóm tắt những chế định ấy là như sau: thọ dụng thịt người như trường hợp vừa xảy ra thì phạm trọng tội, thọ dụng thịt mà không quán xét thì phạm tội tác ác, thọ dụng thịt voi, thịt ngựa, thịt rắn, thịt chó, thịt sư tử, thịt cọp, thịt beo, thịt gấu, thịt chó sói đều phạm tội tác ác. Đức Phật chỉ chế định chừng ấy, rồi lại cùng với hội chúng lên đường. Như vậy, cận sự nữ Subbija
được xem là người cúng dường một phần thân thể của mình, độc nhất trong giáo hội của Đức Đạo Sư, và cũng được xem như nàng đã bố thí ba la mật bậc trung, noi gương Đức Phật trong nhiều kiếp sống lúc còn là Bồ Tát vậy.